Được chưa? Được. Cẩn thận nha. Cái này là xếp rồi nhá. Cái này không phải cáo đâu. Cây phượng vĩ. Hai cây phượng vĩ lá xếp. Đây này. Phượng vĩ lá xếp đây. Từ từ mình ơi, đứng đúng ở cái tư thế đấy, quay về đây, đuổi cảnh đẹp lắm. Đứng. Đây là cảnh đẹp nhưng mà kinh lắm. Đấy, đứng ngay đấy, đứng ngay. Từ từ nhá. Đấy chưa? Chưa chưa. Nào, quay đây nhìn nào. Chưa nhìn mình nhìn đây. Ừ. Chụp á? À, mình nhìn đây đây. Không phải chụp đâu. Rồi mình xuống tiếp đi. Nào. Được rồi. Đẹp lắm rồi. Ôi giời.